Chào các bạn. Đố bạn nhìn vào hình này, bạn đoán được câu thành ngữ nào không? Ai không trả lời được câu thành ngữ này thì quá kém. Các bạn thử suy nghĩ nhé. Khi bí không giải được thì chờ xem đáp án ở phía cuối video nhé. Đáp án câu này là thành ngữ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ thế địa phương, hiếp đáp người lạ, ỷ vào thế có lợi của mình mà hung hăng bắt nạt người. Yeah.